Hiếu Minh Đô xin mến chào tất cả bác và tất cả các anh chị âm thanh trên mọi miền Tổ quốc nhé. Trong video buổi chiều hôm nay, em trân trọng được giới thiệu với bác cũng như là anh em một mẫu van cơ nhãn của PSRO mang hiệu là SV9. Và báo cáo bác, đây là có thể nói một mẫu van cơ trong tầm giá bác nhé, trong tầm giá. Ăn đứt rất nhiều các sản phẩm trong tầm giá mà chỉ có bây giờ như hãng đang đưa ra mức giá là 1.900.000 đồng. Thì mà đến cửa hàng Hiếu Minh thì đã được xin phép hãng giảm giá trong dịp tri ân ngày Tết Nguyên Đán này. Như bác biết thì vừa chỉ còn có khoảng trên chục ngày nữa thôi, bác bước sang một năm mới Tết Nguyên Đán của truyền dân tộc Việt Nam ta. Thì đầu mẫu van cơ nó tích hợp rất nhiều tính năng, thì bác cùng xem Hiếu Minh cùng review. Và đây sản phẩm mới tinh, ở bên Hiếu Minh bảo hành 1 năm và đổi mới trong 1 tháng đầu bác nhé. Thì bác mua van bên Hiếu Minh ý, thường được bên Hiếu Minh sẽ tặng cho bác một cặp giác dây cà lồng, nếu bác làm xuống ly em tặng xuống ly. Và cái con này rất là hay là gì, nó có đầy đủ tính năng như bác nhìn này, và được hãng tặng thêm một cái gọi là cái que tô lưu vít hai cạnh để bác có thể là tinh chỉnh bác nhá. Để bác nhìn rõ này, và một cái anten dâu vừa được cái anten bắt Bluetooth này rất là gọn. Quay lại sản phẩm thì các bác cùng xem, thì như em đã báo rồi thì hãng đang đưa ra mức giá là 1.900.000 đồng, thì bản thân cửa hàng mình trong đợt khuyến mãi này sẽ giảm giá đến 200.000 đồng trên một chiếc van cơ này. Thì các bác có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ nhé, chỉ còn 1.700.000 đồng là bác sử dụng cho mình một chiếc van cơ có thể nói là cực kỳ chất lượng mà là hàng xịn sò của hãng. Nó sử dụng rất nhiều tính năng rất là hay. Ở đây các bác cùng nhìn này, nó sử dụng 4 đèn nháy của 4 tín hiệu da, trong đó tín hiệu MR, tín hiệu da, đồng center, sup, nó nháy lên rất là đẹp các nhá. Em rất kết con van này, thứ nhất là độ thẩm mỹ nó rất là đẹp, cao, thiếu màu đen, gu màu đen nó phù hợp. Bác có thể ghép được tất cả bộ dàn lên mình nó rất đồng bộ. Và 3 lúm chiết áp tổng của Echo, Mic, Music nó gọn thành một bên, nó rất là gọn và có quang phát sáng rất là đẹp các nhá. Và chiếc abi các nhá, các lưu ý này đấy. Và đối con này thì ngoài tính năng như em vừa rồi em giới thiệu bác, thì nó sử dụng đây là 4 đèn nháy của đường 4 cổng tín hiệu, thì nó có nút chống hú riêng này bác này, đấy bác nhìn nhá, chống hú riêng này có tích hợp vào Bluetooth, có cổng quang phía sau. Em sẽ quay ra, bác nhanh tay nhá, số lượng có hạn thôi. Riêng đối mẫu này em khuyến mãi đang có số lượng có hạn thôi, các bác nhanh tay liên hệ. Đây có cổng quang phía sau đây. Đấy, tín hiệu quang này, phía sau này. Và là sử dụng đây là nó có cả cái cổng USB, các bác lưu ý nhá. Nó tích hợp gần như tất cả tính năng của một con vang hiện tại trên thị trường, vang cơ trên thị trường, cũng như là sử dụng chip mạnh nên là cho chất âm rất là hay và cái độ thẩm mỹ rất là cao, và sản phẩm chính hãng xịn sò. Con này thì nó sử dụng đến 5 đường mic, các bác có thể cắm ổ mic đằng trước cho micro có dây và cắm ổ mic cho phía đằng sau cho micro không dây, 5 đường của mic các nhá. Và hỗ trợ cả đường mic bằng ca lông, đấy rất là tiện lợi. Và có cổng USB để bác cắm thẻ nhớ các nhá. Đấy, thẻ nhớ này. Đây phần dừng bài, lách bài này, input này, chuyển đổi này, chuyển đổi input các nhá. Phần này chuyển đổi input đây này. Đấy bác chuyển đổi lúc nào thì bác ấn cho em đây này. Và chuyển đổi AUX bác nhá. Và ấn vào đây nó gần như nút chuyển đổi, nó rất là gọn, nó không có nhả ra để vào đây, nó chuyển đổi, bác ấn vào đây thì nó sẽ chuyển đổi từng kênh, từng vế một. Rất là dễ sử dụng. Đối mẫu này thì bản thân cửa hàng Minh đã bán trong vòng gần 1 tháng qua, gần như đã cháy hàng, và hôm nay tiếp tục về hàng để phục vụ bác. Và số lượng về em chỉ có về có khoảng 30 chiếc thôi. Báo cáo bác trên kênh và xin phép là khuyến mãi cho bác với mức giá chỉ có 1.700.000 đồng. Và được bên Hiếu Minh tặng theo kèm thêm một cặp dây giắc, giá này em đã bao ship rồi các bác nhé. Em lưu ý các bác này, giá em bao ship, thì các bác có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ trực tiếp, số lượng có hạn, qua 2 số điện thoại hotline là 0919182233 hoặc 086999729, cũng như đến cơ sở bên Hiếu Minh là 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được các bác nhân viên hướng dẫn và tư vấn đầu lối. Thế là các bác là mới chơi thì đây là mẫu van cơ có thể lý tưởng, các bác đều tinh chỉnh được, có 4 cái đèn nháy rất là đẹp các nhá, đèn nháy Pedro có đầy đủ tính năng, tất cả chiếc áp tinh chỉnh đây. Bác đỡ khỏi mua vít, hãng đã tặng cho một cái vít này, vít hai cạnh các bác nhá. Bác có nhu cầu thì nhanh tay trực tiếp bên cửa hàng Minh. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác, hẹn tất cả các bác ở những sản phẩm sau, và xin thân ái chào tạm biệt ạ.